Sáng nay, đồn biên phòng Phú Lộc, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng mua bán chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6, lực lượng đồn biên phòng Phú Lộc phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, Trần Lưu Ngọc Mẫn ngủ tại số 86 đường Hai Mạc Tử và Huỳnh Văn Hưng cùng 29 tuổi ngủ tại số 91 đường 3 Tăng Hai, phường Thuận Phước, quận Hải Châu đang cất giữ một gói ma túy Tiếp đó vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, tại trước số nhà 163 đường Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê, lực lượng đồn biên phòng Phú Lộc tiếp tục bắt giữ Phan Trọng Nhân, 32 tuổi, ngụ tại 183 xuyệt 6 đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, đang điều khiển xe máy và mang theo một gói ma túy. Mở rộng điều tra, cả ba nghi phạm trên đều khai nhận mua ma túy của Nguyễn Huy Hùng, ngụ tại 21 đường Phần Lăng 2, phường An Khê, quận Thanh Khê. Quả xác minh, lực lượng truy xét xác định Nguyễn Huy Hùng là Hùng Xù có tiền án mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành đột kích và khám xét khẩn cấp nhà Hùng, lực lượng khống chế Hùng và phát hiện tăng vật 15 gói ma túy với khoảng 20 g một cân tiểu ly, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.